Live stream video mới nhất của mình. Thì hôm nay mình có mua cái mỏ hàng xài pin. Thì công suất của nó là 8W, nhiệt độ 450 độ C. Cái này mình xài 3 pin 2A. Khi mình mua thì nó sẽ có cho heo một một cái cuộn chì nhỏ như này với kèm heo 3 pin. 3 pin này không sạc được. Bây giờ mình thử cho các bạn xem. Cái nắp để mình khi mình xài xong mình sẽ chụp lại vậy. Chụp lại khi mình xài đang nóng mình chụp lại để an toàn. Phía sau này là pin. Cuộn chì kèm heo. Chì này cứng, không có nhiều nhựa hông lắm. Thì 3 pin cho heo thì dung lượng ampe nó thấp lắm. Thì mình có mua 3 pin này, 3 pin khác. 3 pin này sạc được. Sau khi dùng xong mình sẽ sạc lại được. Còn ở bên này mình xài xong mà mình bỏ luôn, mình không có sạc được. Rồi, bây giờ mình gắn pin vô, mình thử cho các bạn xem. Ở đây nó có hướng dẫn cái chiều mình gắn pin vào nè. Xong mình để nắp lại. Mình sẽ bật công tắc lên. Cái này là công tắc. Để mình bật lên xong khi mình muốn hàng mình nhấn giữ nó. Mình nhấn giữ cho nó sẽ nóng lên. Khi nào mình cần hàng á, mình sẽ nhấn giữ cái này cho cái đầu mỏ hàng nó sẽ nóng lên. Xong khi mình hàng xong mình bỏ tay ra thì nó sẽ ngắt cái đầu làm nóng này đi để cho cái pin của mình không có bị mau hết. Rồi. Bây giờ mình bấm thử lên. Đây. Đây, nó nóng lên rồi này. Thấy mau chưa? Dòng có 10-20 giây à. 20 giây là nó sẽ nóng lên rồi. Thì mình sẽ lấy chì mình thử. Đây. Đó. Chảy chì luôn. Đó. Thấy chưa? Đó. Đây. Khi mình hàng mình bấm như vậy và khi mình không hàng nữa mình buông ra thì nó cái đồng hồ hàng sẽ nguội lại. Rồi, bấm.
bấm nó chừng 10 giây, 15 giây là nóng lên. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái mạch để mình hàn thử cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ bóc con tụ này đi. Rồi. Bật công tắc lên, nhấn giữ nút vàng khoảng chừng 15 giây. Bốc khói luôn nè. Các bạn thấy khói không? Rồi. Rồi đó, chả chì. Đó, chả chì. Lên cái chả chì. Xong cũng theo như mình thì cái này cũng tiện, nhưng mà vấn đề về pin đó thì nó sẽ hàng nhiều, nó sẽ hết nhiều hàng, nhưng mà cái này để di động, để hàng ít thôi, cần cần cho công việc nào mà nó không có phải dùng cái mỏ hàng điện đó, thì mình dùng mỏ hàng này cho nó cũng tiện. Bây giờ mình sẽ tháo bên trong coi nó như thế nào. Ở trong đây nó có ốc nữa, là nó nằm ở dưới cái tem này, mình sẽ khui lên. Đây là bên trong của mỗi hàng pin đó các bạn. Thì cái vị trí này là cái tiếp điểm pin thôi, còn cái này là cái công tắc tiếp điểm bình thường, nó không có mạch gì hết, nó chỉ là cái những cái miếng sắt ghép lại thôi. Chủ yếu là nó sinh nhiệt từ cái đầu đầu hàng vị trí này.
sao sao cứng như vậy. Đây. Đây là đầu mũi hàng. Còn đây là cái làm nhiệt, cái vị trí mà tạo nhiệt. Bây giờ xong các bạn. Các bạn có thắc mắc gì thì hãy bình luận bên dưới và nhớ bấm đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Chào tạm biệt các bạn.